Mình phải chuẩn bị nhanh để đi học thôi. Bố mẹ nói nếu mình bị sốt, ho ho, khó thở thì mình sẽ ở nhà, không đến lớp, để tránh có thể làm lây bệnh COVID-19 cho các bạn. Mình không bị sốt, không ho, không khó thở, vậy thì đến trường thôi. Chào các cậu. Chào Linh, lâu lắm mới gặp cậu. Tớ nghe nói về con virus corona hay là COVID-19 này nhiều quá, tớ lo lắm. COVID-19 rất nguy hiểm, nhưng nếu mình biết cách phòng chống thì không có gì đáng lo sợ cả. Vậy làm thế nào để phòng chống? Quan trọng nhất là cậu cần phải rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc nước rửa tay khô. Cô giáo đang gọi bọn mình đi rửa tay kìa. Cô bảo bọn mình phải nhớ rửa tay kỹ ít nhất trong vòng 30 giây, đặc biệt là trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn. Sau khi rửa tay thì mình cần làm gì nữa? Khi ho hoặc hắt hơi, cậu nhớ che mũi và miệng bằng khuỷu tay và rửa tay ngay với xà phòng sau khi hắt hơi nhé. Cậu cần tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng nữa. Ở lớp, cậu nhớ không dùng chung các đồ dùng cá nhân và khạc nhổ bừa bãi nhé. Nếu cậu cảm thấy mình bị sốt hoặc ho, khó thở, cậu cần báo ngay cho thầy cô giáo. Nếu thấy bạn khác cũng có những dấu hiệu như vậy, hãy giúp bạn bằng cách báo cho thầy cô giáo để bạn được đưa đi khám kịp thời. Cậu không nên đứng gần và nói chuyện với người đang có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở. Khoảng cách an toàn nên từ 2 mét trở lên. Cậu không nên trêu ghẹo khi thấy bạn khác có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở, vì bạn đó có thể nhiễm bệnh nhưng không dám nói với ai. Thế là bạn đó vừa không được chữa trị kịp thời mà còn có thể lây lan cho các bạn khác. Cảm ơn Linh, nhưng nhiều thứ cần phải nhớ quá nhỉ? Không nói nhiều đâu, để tớ tóm tắt lại cho cậu nhé. 1. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc nước rửa tay khô. 2. Khi ho hoặc hắt hơi, bạn nhớ che mũi và miệng bằng khuỷu tay. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân và khạc nhổ bừa bãi. 5. Khi có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở, cậu cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người lớn. 6. Tránh tiếp xúc với người đang có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở. 7. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi và động vật hoang dã. Nếu có tiếp xúc cần phải rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. 8. Ăn chín uống sôi, đủ chất, giữ ấm cơ thể để có sức khỏe tốt phòng chống bệnh. 9. Hãy luôn đối xử thật tốt với các bạn, không trêu ghẹo bạn khi thấy bạn mình có các dấu hiệu bị sốt hoặc ho, khó thở. Thực hiện những điều tốt này, chúng ta có thể thắng được COVID-19 rồi.